vì Chúa đã gần đến. Anh em đừng lo lắng gì hết, dâng trật trong khi cầu nguyện. Anh em hãy trình bày những ước vọng lên cùng Chúa và kinh nguyện và lời cầu xin đi đôi với lời cảm tạ và bình an của Thiên Chúa vượt mọi trí hiểu sẽ giữ gìn lòng trí anh em.